안녕하세요. Chúng ta cùng đến, đến bài số 9 Hewin. Ở trong bài số 9 này thì cấu trúc đầu tiên mà các bạn học á, đó, chính là cấu trúc ina. Đây chính là tiểu từ trợ từ lựa chọn hoặc hoặc danh từ phía trước hoặc danh từ phía sau và đương nhiên là chúng ta đổi vị trí của hai cái danh từ này thì ý nghĩa của nó cũng không đổi đúng không ạ tại vì nó quan hệ bình đẳng với nhau nếu cái danh từ đằng trước có phụ âm cuối các bạn cho kết hợp với ina còn nếu mà không các bạn cho kết hợp với cả na mình xem từng câu một nha posna chia cho lô câu này nghĩa là tôi đi tới trường bằng xe bus hoặc là tàu điện ngầm. Ibon yeonnyeoe sanina badaro yoheng-eul galgeyo. Geogeneunla, wao i ri lien-tieop leon-nae-ri tto-i sseot di ju-rik tto-i ji-dae, nuri hwak-ra biet. Achime keopi na cha-reul masyeoyo. Wao bo-il hoặc là i u-eung ka-pe- hwak-ra cha. Sore-neun yun-nol-i na yeon nal li gil hiểu vào ngày Tết thì chúng tôi chơi trò chơi dụt hoặc là thả diều và cái này mọi người để ý là khi chúng ta nối giữa hai mệnh đề với nhau dùng một động tính từ với nhau thì chúng ta phải dùng một chút cò na các bạn nha có chút cò na thì mình học ở những bài sau đây thầy nói trước để cho các bạn dùng đỡ lẫn lộn ạ copy mà chỉ còn tôi uống cà phê hoặc là đọc sách rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ học cấu trúc là động tính cộng với cả ưa miên cho kết tả Thì cái biểu hiện ưa miên cho kết ta này thể hiện mong muốn, ước muốn của chủ thể và đây chính là cấu trúc là tôi ước các bạn nhớ. À, các em có thể dịch là tôi mong muốn hoặc là tôi tôi ước là cái gì đó đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ mình cùng xem các câu nhá. Câu này có nghĩa là gì? Tôi ước mình sẽ đậu kỳ thi cư à, Tôi ước gì là ngày mai, hoặc là tôi mong rằng là ngày mai trời sẽ nắng, trời sẽ trong xanh. có À, tôi mong là tôi ước là vào sinh nhật tôi sẽ nhận được một quyển sách tiếng Hàn. Tôi ước mình sẽ có một chiếc xe hơi và đối với cấu trúc này này thì về trước các bạn có thể lùi vào từ quá khứ nhưng mà tuy nhiên thì đây không phải là nghĩa quá khứ á. nếu mà chúng ta chia thời hiện tại thì tức là mình diễn tả cái ước muốn đó một cách bình thường còn nếu mà chúng ta lùi vào từ quá khứ thì tức là ước muốn đó xa vời và khó có thể đạt tới các bạn nhé ví dụ như là bây giờ em không em ví dụ như là bây giờ em không thiếu tiền tức là tiền của em vừa đủ tiêu nhưng mà nó không quá nhiều thì mình sẽ nói là gì ạ? Thôi mà em ước rằng mình có nhiều tiền hơn nữa thế nhưng mà bây giờ em rất là nghèo đúng không? thậm chí là em còn đang nợ nần rất là nhiều đúng không ạ? thì cái ước mơ đấy của em, nhiều tiền của em nó xa xôi hơn nó xa vời hơn thì thế thì chúng ta sẽ lùi vào thời quá khứ nha. Thôi mà là câu sau ạ 결혼했으면 좋겠어요. Em ước gì mình kết hôn trước năm 30 tuổi, đúng không ạ? Và khi mà lùi vào cái thời quá khứ như thế này rồi thì nó sẽ hiện cái ước mơ nó khó có thể trở thành hiện thực hơn. Ví dụ như bây giờ là em 29 tuổi rồi mà em vẫn chưa có người yêu, đúng không? Sang năm là 30 tuổi rồi thì đúng là cái mơ ước của em nó khó, đúng không? Đối với em là em sẽ cảm thấy nó khó thành hiện thực thì mình sẽ nói là kironeshmien chokesoyo. Rồi, Chúng ta sẽ đi đến một chút tiếp theo đó chính là gì đấy ạ? Là động từ cũng khí rên nhủy hay hoặc là danh từ của ân rên nhủy hay Đây chính là cấu trúc chỉ mục đích, à, chủ thể nỗ lực để đạt được một cái À, hành động gì đó đúng không ạ? À, trước đây thì chúng ta đã học có chút là ư rượu cô và ư rượu rồi đúng không? Thì mọi người để ý không ạ? Cái ư rượu cô của nó thì sao ạ? Thì cái về sau của nó là phải hành động đã và đang xảy ra. Ư rượu thì gì ạ? Hành động chưa xảy ra. Nhưng tuy nhiên riêng với ki vì hay so này thì về sau của nó nó không có giới hạn. Tức là về sau của nó có thể là hành động đã đang làm hoặc là hành động chưa làm Về về sau chúng ta có thể dùng một câu mệnh lệnh, câu thỉnh dụ đúng không? đó thì cái ki so tất cả những câu các bạn dùng với ưu cô và ưu miên chúng ta đều có thể thay vào cái ki vì hay so này được và cái ki vì hay so này nó sẽ nhấn mạnh hơn cái ưu cô với ưu miên ở cái chỗ là gì ạ cái chủ thể sẽ bỏ ra nhiều công sức nỗ lực đó để thực hiện cái hành động đó nha bây giờ mình cùng xem từng câu một ạ không dọc xa ca thuế kỳ để trở thành thông dịch viên thì em đã học tiếng hàn

Ngày lễ chữ Hàn, thì người ta đã mở ra cuộc thi viết tiếng Hàn. nghe à, kỳ để mà làm việc ở sân bay thì phải giỏi ngoại ngữ, đúng không? thì câu này là đang là cái câu mà à, tả hành động chưa xảy ra đúng không ạ? Cho nên 가족을 위해 돈을 열심히 벌고 있어요. Thì đối với câu này nó sẽ là cấu trúc danh từ cộng với ơn đơn vì hay so. Thì chúng ta sẽ không dịch là để, chúng ta dịch là vì cho thầy nhé. Tôi vì gia đình nên đang kiếm tiền rất là chăm chỉ. 우리는 미래를 위해 열심히 공부해야 해요. À, chúng ta vì tương lai thì phải học hành chăm chỉ và cái giáo trình mà các bạn đang học là giáo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam đúng không? Thì các bạn có thể dở cái đầu sách ra chúng ta xem cái câu tiếng Hàn nó là gì đi ạ? Thì đây ạ. Hàn thì ở đây người ta đã định ngữ hóa cái cấu trúc này rồi đúng không ạ? Thì đây sẽ là ủy ha và nó định ngữ thành cái gì đã ủy han tức là gì ạ tiếng hàn tổng hợp mà vì người việt nam đúng không? Mà dành cho người Việt Nam, đúng không? Cái uy ha tà này thì chúng ta có thể dịch là gì ạ? Vì hoặc là cho cũng được nhé. Ừ. với mục đích là cho một đối tượng nào đó tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam đúng không ạ? Tôi muốn mua quyển sách tiếng Hàn tổng hợp mà cho người Việt Nam và tiếp theo thì là cấu trúc động tính cộng kỳ temone và danh từ cộng temone Thực ra đây là cấu trúc mà mình được học ở bài số 10 Nhưng mà trong bài thoại thoại và bài đọc của bài số 9 Nó xuất hiện cấu trúc này Nên là thầy sẽ dạy các bạn trước luôn Bài mời chúng ta đỡ phải học nha Thì đây chính là cấu trúc diễn tả lý do Vì nên về trước chúng ta có thể chia quá khứ Nhưng về sau chúng ta không dùng một câu mệnh lệnh hoặc câu thỉnh dụ Thì chúng ta thấy cái cấu trúc này sẽ tương tự như cấu trúc A o so đúng không ạ Nhưng mà tuy nhiên thằng A o so thì về trước mình không được chia quá khứ Về sau của A o so mình cũng không dùng một câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ nếu các bạn muốn dùng một câu mệnh lệnh thỉnh dụ Chúng ta phải dùng với cấu trúc ư, ni ca Bây giờ chúng ta xem từng câu một nha 이리 막기 때문에 늦었어요 Vì kẹt xe cho nên là em đã trễ 이가 오기 때문에 경기가 취소되었어요 Vì trời mưa nên là trận đấu đã bị hủy bỏ 사랑 극장은 입장료가 없기 때문에 인기가 많아요 vì sao đang cực trang không có vé vào cửa nên là rất được yêu mến. Bị tên môn nè, cho cho sở yô. đây là cái gì ạ? Tại mưa, vì mưa nên tôi đã ướt hết. Đúng không? Đây chính là danh từ của tên môn ạ. Tại cái đối tượng đó. Và bây giờ các bạn quan sát cho thầy hai câu này ạ. Aki temune haru chongin papayo và aki ikki temune kamki kolliki shiyo Hai câu này có khác nhau không ạ? Khác nhau ở điểm gì ạ? Mọi người thử suy nghĩ coi. Cái này giống tiếng Việt thôi ạ. Câu trên là tại đứa trẻ. Tại đứa trẻ. Tức là đứa trẻ là nguyên nhân đúng không ạ? Tại đứa trẻ đó mà gì ạ? Tôi bận rộn suốt cả ngày luôn. Còn ở câu dưới chúng ta quan sát thì động từ y tà đây này. Đúng không ạ? Vì là đứa trẻ. Vì nó là đứa trẻ. Vì đúng không? Vì nó là em bé á. Đúng không ạ? Nên là gì ạ? Rất là dễ bị rất là dễ bị cảm cúm. Đúng không? Đó. Thì mình để ý cho thấy cái này nhá Danh từ cộng temone và danh từ cộng y đó Câu cuối cùng ạ, Tôi không ăn đồ ăn mặn. Nếu hỏi tại sao thì bởi vì không tốt cho sức khỏe. Thì cái biểu hiện Uyên Nhi Hamion cộng với cả này này, nhá thì nó rất là xuất hiện rất là nhiều trong đề thi topic. Mình để ý tới cái kitemonita này có thể đứng ở cuối câu nữa các bạn nhá. Nó sẽ là kitemonita và đây thầy đã chia thành rồi đúng không? Nếu hỏi tại sao thì bởi vì là không tốt cho sức khỏe. Và cuối cùng mà chúng ta có một cái uh, lưu ý nho nhỏ về từ vựng thôi, đó chính là ân đơn ca tà ô tà. Thì ở trong tiếng Hàn ấy có một số động từ mà có liên quan đến sự chuyển động thì chúng ta có thể sử dụng dưới dạng là ân dân ca tà ô tà, có nghĩa là đi làm việc gì đó. Bây giờ mình cùng xem từng câu một nha mình sẽ xem ba ví dụ này nhá. Ví dụ chúng ta có động từ dò heng ha thì động từ dò heng hata không phải động từ chuyển động các bạn ạ. Động từ dò heng hata là động từ hành động. Thế cho nên chúng ta sẽ nói là gì ạ? Dò so rên. Chúng ta sẽ nói là gì ạ? dò so Tôi du lịch sau so ôn thì sau so ôn sẽ là bổ ngữ cho động từ du lịch. Em có thể nói gì ạ? So tức là em đi du tức là hành động xảy ra là hành động du lịch và hành động đó diễn ra ở tại Seoul. Em sẽ là tôi đi du lịch tại Seoul. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta sẽ có một dạng nữa là gì ạ? Yo heng ơi ồ, thì đây chính là đi du lịch thì đây là động từ chuyển động cả nhà Thì chúng ta phải dùng cái tiểu từ gì ạ? euro hoặc là e đúng không? Seoul, 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 tôi đi tới Seoul nhá. Thế nhưng mà người để ý này, không phải là động từ nào mình cũng gắn với ơn đơn ca được đâu ạ. Nó chỉ có những cái động từ liên quan đến cái sự chuyển động thôi. Ví dụ ở đây thầy liệt kê cho các bạn này, Yu học ca tả đi du học, do hay kata ca tả đi du lịch, shopping ngữ ca đi mua sắm, thường sản ca tả đi leo núi, săn chơi kata ca đi dạo, khu cho ngữ ca tả đi tham quan, số phụ ngữ ca tà đi cắm trại, thổ mà ca tả chạy trốn đúng không ạ? Mà kata đây là đi đón đúng không ạ? Còn pèo kata đây là đi tiễn. Rồi, thế thì ví dụ như là các em nói là tôi đi tà bóng đúng không? Thì em sẽ không thể nói là chúc kata được, câu đấy là sai đúng không ạ? Mà chúng ta phải dùng câu chúc là uro kata, chúc ku haro đúng không ạ? Hoặc là em nói là em đi bơi phải không ạ? Em đi bơi thì em sẽ không thể nói là su yong ngư kata được có đó là sai Em phải nói là gì đây ạ à? Là dùng qua cấu trúc là uro ro kata Đúng không? uro ro kata Thì đây là gì ạ? À? Su yong chả nghe à, Su yong ha ro Tôi à, đi bơi Đúng không? Tôi đi bơi Rồi bài học gần đây là kết thúc rồi ạ